Thưa quý vị, rác thải nhựa hiện nay đã trở thành tác nhân gây hại cho môi trường, phá hoại hệ sinh thái cảnh quan tự nhiên và nó cũng đang là một trong những tác nhân gây nhiều bệnh dịch. Thế nhưng làm sao để có thể thay thế được việc sử dụng bao bì và các sản phẩm từ nhựa trong cuộc sống của chúng ta lại là một vấn đề rất nan giải. Nó khó nhưng không hẳn là không có giải pháp đâu ạ. Bởi vì tại tỉnh An Giang đã có một cách làm rất là hay, đó chính là thu gom rác thải để đuổi quà, được phổ biến rộng rãi tại các trường học. Và cách làm này khá là thành công, vừa giáo dục được học sinh, góp phần bảo vệ môi trường. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn qua phóng sự sau của chúng tôi nhé. Tính riêng trên địa bàn tỉnh An Giang, mỗi ngày phát sinh khoảng 160 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó có khoảng 25 tấn rác thải nhựa ra môi trường. Ngoài việc gây tắc nghẽn cống thoát nước, ô nhiễm sông ngòi, nguồn nước ngầm tại nguyên đất, rác thải nhựa còn làm mất vẻ mỹ quan và gây ảnh hưởng cho nền du lịch của địa phương. Chính vì vậy, việc giải quyết ô nhiễm từ rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách. Tại nhiều trường học trên địa bàn An Giang, nhà trường đã phát động đến tất cả các em học sinh mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà bằng việc các em tự gom rác thải nhựa đã qua sử dụng tại gia đình mang vào trường để đổi lấy quà là những cái ống hút hữu cơ làm bằng rau củ quả có thể ăn được sau khi sử dụng. Hơn 2 tuần tổ chức thì các em tham gia rất là tích cực. Và điển hình như là sáng nay thì các em cũng đã thu gom được gần khoảng 1 tấn rác thải nhựa. Cũng đã bố trí các thùng rác xung quanh sân trường để các em đổi rác. Để góp phần bảo vệ môi trường, tập dần thói quen hình thành nên ý thức giữ gìn vệ sinh chung ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho học sinh. Bên cạnh việc thuê một nhân viên làm vệ sinh khu vực sân trường, nhà vệ sinh, ngay từ đầu năm học nhà trường đã phân bổ cho mỗi lớp 2 thùng rác và 2 phi chổi để học sinh tự vệ sinh. Khi quét rác, các em sẽ phân loại ra một thùng chứa rác thải nhựa và một thùng còn lại đựng rác có thể phân hủy. Đây cũng là việc làm hàng năm của trường em nên đây là một việc làm rất có ý nghĩa. Khi được tham gia chương trình thì em thấy mình rất vui vì mình đã làm được một việc tốt là giúp cải thiện môi trường, ít rác thải hơn. Công dụng vô tận của các sản phẩm từ nhựa, ni lông luôn phát triển và đã làm thay đổi diện mạo đời sống con người. Kéo theo đó là việc xử lý các chất thải này đang thực sự cấp bách. Trong thời gian chờ đợi một lời giải cho bài toán này, mọi người chúng ta hãy cùng chung tay hành động bằng những việc làm thiết thực, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, bao gồm cả túi ni lông khó phân hủy, giấy hoặc là các chất liệu từ thực vật trong cuộc sống hàng ngày, vì tương lai phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.